thủ. Rượu làm ta say, ta lại tỉnh. Gì quên rồi trời. Ôi là trời, còn có một cái câu nữa mà cũng quên nữa. Rượu làm ta say, ta lại tỉnh. Ta mà tỉnh rồi á, rượu chết với ta. Trời ơi, trời rất muốn luôn rồi. Trời ơi, thiệt chứ. Chiếc xe này chắc giục sớm với ông quá à. Ở không, ông có gì làm, chưa nắng chang chang, xách xe ra rượu nó khùng nó điên. Chút xíu nữa ông sáu ông điện công an rồi đó. Điện công an làm gì? Ông tưởng ông khùng chứ gì. Trong nhà hết đồ ăn rồi kìa. Ông đi lấy thằng câu kiếm cá lóc chiều về nấu con chua ăn đi. Đồ nấu con chua tôi mua sẵn hết trơn rồi đó. Dính cá khác được không? Ông câu dính cá lóc cho tôi, không có cá lóc thì ông đừng về nhà. Áp đặt thấy ghê không? Rồi kéo xe lên phụ coi. Tự kéo lên đi. Nóng không? Sao mày cãi tao vậy trời? Tao nói phơi đồ trước rồi hả quét nhà. Nói gì cũng cãi. Đồ mắc mới gì quét nhà xong phơi đồ không được hả? Tao nói gì thì mày nghe cái đấy đi. Cãi đánh miệng cái vợ nè. Đi cái buổi trời xách con cá nhỏ xíu về vậy đó hả? Vậy chứ em kêu câu có cá lóc thì về, anh câu chừng nào có cá lóc thì anh về. Rồi câu con nhỏ xíu vậy ai ai nhịn? Hồi nãy câu dính nhiều lắm mà không phải cá lóc, thả hết rồi chừa lại con này nè. Rồi mắc mớ gì Dung? Em kêu kiếm cá lóc mà. Ông đem con cá ra làm sao đi, chiều tôi nói chua tôi ăn lên, ông kiếm cái khác không ăn đi. Gì vậy trời? Như, ổng sách giỏi đâu rồi Như? Anh hai, đi đâu vậy? Tao đi khỏi nhà này cho chị hai mày vừa bụng. Sống với cái người á, tối ngày áp đặt. Con mèo phải nghe theo con mèo. Con chó không được nói con đót, là tao quế rồi. Tao đi. Ừ, đi theo đi. Đi được cái về nha. Anh hai, đợi em chứ. Đi.